Kênh Quỳnh Lăng thân kính chào các chú anh chị. Hôm nay là phiên bán hàng của tối ngày 7 tháng 12, thì mình cũng bán hàng cho ngày mai là ngày 8 luôn. Thì mình có một số mặt hàng thuần gửi đến cho các chú anh chị chú tâm. Thì tất cả mặt hàng trồng thuần đều ra rễ ổn định và trồng những cái chậu hoàn chỉnh cho các chú anh chị luôn. Giờ chỉ cần mình treo lên mình chăm. Đó. Không thêm một bước xử lý nào nữa hết. Thì mình trồng làm trồng hoàn chỉnh cho các chú anh chị luôn bằng quả thông. Đó. Thì cái giá mình báo là bao cứ hoàn chỉnh toàn quốc luôn. Thì trước khi đi vô bán hàng thì mình cũng xin nói luôn, thì mình có tạo một cái page ở trên Facebook đó, các chú anh chị nào mình có xài Facebook, mình có lướt ngang mình thấy cái kênh hay là Lan Gừng Mỹ Khánh đó. Các chú anh chị mình cho mình xin một cái dấu chấm nha, nữa mình sẽ để cái đường link ở dưới đây đó, cái đường link ở dưới đây Lan Gừng Mỹ Khánh, thì mình tạo cái đó nữa, sau này mình sẽ bán hàng trên đó. Các chú anh chị nào mình có Facebook mình đi ngang cho mình xin cái dấu chấm, thì mình xin chân thành cảm ơn Lan Gừng Mỹ Khánh ở trên Facebook đó. Thì sau đây mình cũng xin vô chi tiết các hình luôn, thì mình đóng hàng mình đóng nguyên chậu các chú anh chị mình, giá thể không rớt ra ngoài luôn, và mình cố định chậu hoặc là cái khúc gỗ vô cái thành thùng, các chú anh chị mình về nhớ cắt dây rút trước khi lấy cây ra, lấy chậu ra đó. Thì sau đây mình cũng xin vô chi tiết các hình luôn. Rồi ở đây mình vô hình số 1 là một cái chậu hải yến đó, hải yến hiện tại giờ rễ lại ra chi chít bao rễ cho các chú anh chị luôn, khỏi lo đó, rễ nó ra cỡ vậy đó mà giờ chưa đâu nó còn ra nữa đó, nhưng mà nó ra rễ như vậy nó sẽ mình ship nó sẽ an toàn hơn là mình để nó dài ra, thì mình ship nó dễ bị chột nhé, cái đầu rễ nè, thứ nhất, thứ hai nó dễ bị gãy đó, về mình chăm lại nó phải mất cái thêm cái thời gian nữa. Thì cái dòng hải yến này là về các chú anh chị mình cho nó ăn phân được rồi, cây hiện tại giờ rất là mướt luôn đó, về mình treo ở chỗ nào có nắng ở trong vườn mình nắng nhiều nhất thì mình treo nó lên đó. Thì hải yến hình số 1 đây 180g bao xếp đó. Rồi qua hình số 2 đó, cũng là hải yến ghế nè, rễ các chú anh chị mình khỏi lo vụ rễ nha, rễ gì đó nó xanh dợn chân gì đó, nó còn ra nữa nó ăn xuống dưới luôn nè đó. 180g bao xếp cho hình số 2 hải yến, dòng hải yến này là hoa cực kỳ đẹp luôn, mình cho các chú anh chị mình xem một hoa nha đó. Hoa cực kỳ đẹp, cho các chú anh chị mình xem một hoa. Thì cái dòng hải yến này thì thuần mình thuần cũng lâu nha các chú, chứ không phải là thuần mau đâu, nhất là nhờ khi mùa đông gì để mình thuần một cái lan gề mà để cho nó mình lấy hàng gề về mình thuần để cho ra rễ thì rất là khó, tại vì cái mùa đông này là cái mùa nó lạnh, cái kích rễ nó khó lắm, nhất là cô chú dùng ngoài nó lạnh khó ra rễ lắm. Cái này thì mình thuần trước cho nên nó là rễ thì nó ra ok luôn rồi. Mình để mình tìm mặt hoa cho các chú anh chị em xem, thì cái dòng hải yến này trước mình trồng hồi vừa rồi đó, mình trồng thì nó ra rễ, thấy nó ra hoa tại vườn mình luôn, quá trời thơm, mặt hoa trắng tím thơm mà đẹp cực kỳ luôn các chú, hải yến hoa thơm lắm đó, về các chú anh chị mình qua Tết mình ngắm hoa luôn đó. 180k bao xếp hình số 2 đó. Rồi qua hình số 3 là một giò cù lao minh. Cù lao minh này thì mình cũng nói luôn, hiện tại giờ rễ nó ra rồi nè, đó rễ nó ra chi chít rồi nè, rễ ra nè, nói chung là rễ nó ra hết rồi nghe các chú. Thì về các chú anh chị mình treo nó sẽ ra rễ tiếp nữa đó, mình ship nó an toàn hơn, rễ ra nè. Đó, thì cái cây này trong quá trình mình lấy hàng hồi đợt trước đó, mình vận chuyển đó, thì nó bị dập lá nè, nó dập nó bị gớt lá nè, nó hư lá, nhưng cái lá đọt này nó vẫn còn nguyên nha. Nè, cây này là cây lớn bự không đó nè. À, lá đọt thì vẫn còn nguyên không hư gì hết, các chú anh chị mình về chăm hay là để cái cây này là cái cây một mẹ hai con luôn đó nè, thấy không, hai con luôn nè. Cái cây này mình nếu mà nó không bị dập lá ha, nó không bị dập lá, nó không bị gớt lá thì nó không có dưới giá là 300.000 nghe các chú. Thì nhưng mấy cây là mấy cây lớn không nè, các chú nhìn cái gan tay mình đi,
nè, cái lớn không đó, hết hồn không, mà họ đóng hàng họ không có kỹ đâu các chú, nó bị dập gì đó, tiếc hết tiếc luôn. Thì về các chú anh chị mình chăm cái lá đọt cái lên lại thì sẽ đẹp, cái con nó sẽ ở cái thân này nè, cái dòng này nó nhảy con dữ lắm các chú anh chị, mình chăm chừng một năm nữa nhảy thêm mấy cái con ở trên thân này nữa, những cái cây lớn gì thì rất là, thì nó đẹp lại thôi, nó mướt nó đẹp lại, những cái con này lên nó đọt lại thì nó sẽ đẹp lại nha. Đó, thì cái chậu này nó bị lỗi lá gì mình bán rẻ cho các chú anh chị sưu tầm. Đó, hình số 3 250k bao ship Cù Lao Minh, thì mình hiện tại giờ có ăn giò thôi. Rồi qua hình số 4 là một giò dáng hương đuôi chồn, chồn này thì hoa tím, hoa cực kỳ đẹp, thì rẻ mình bao rẻ các chú anh chị mình luôn, rẻ nó ra ú quay gì đó thì có mình ship nó an toàn hơn. À, đó, ở dưới đây nữa nè, à, đó, giờ mình để nó ra dài nữa thì mình ship nó không an toàn. Đó, dáng hương đuôi chồn 150k. Đây, 150k bao ship dành số 4. Rồi quên số 5, này là cây trưởng thành hết trơn nha các chú, chứ không phải là cây nhỏ đâu. Hình số 5 cũng dáng hương đuôi chồn. Đó, rẻ thì các chú anh chị mình đừng lo. Đó, ra chi chích cho nè. 180k bao ship trên số 5, dáng hơn đuôi tròn. Giò này lớn hơn giò kia. Rồi quên số 6. Số 6 là ở đây kiếm lô hội hoa số số nha, tại chưa số hoa tại vườn. Đó. 150k bao ship. Rồi số 7 là kiếm thái. 130k bao ship. Kiếm thái cũng hoa số số luôn, tại chưa số vườn. 130k bao ship. Rồi hình số 8 kiếm bicolor là kiếm hai màu đó. 130k bao ship. 100k thì gộp lên. Đó. Hình số 8. Rồi quên số 9, số 9 là mình lên thêm cái hài hương nè. Hài hương này mình nhớ hồi đó là mình có để cái hài hằng vô nữa, cái cây nhỏ. Nhưng mà giờ nó lộn xộn hết trơn mình không biết, nhưng mình bán cái giá hài hương nha. Về trúng hài hằng thì các chú anh chị mình hưởng. Mình lên thêm nè. Đó, cái kia cách chốt rồi. Đó, 150k bao ship trên số 9 hài hương. Đó, rễ thì năng cứng ngắt ở dưới rồi chú anh chị mình khỏi lo. Đó, 150k bao ship trên số 9. Rồi quanh số 10 cũng là hài hương. Đó, nhảy con tu tủa dưới luôn rồi nè. Đó, 150k bao ship trên số 10 hài hương. Đó, qua số 11 nè, mình lên thêm đùi gà cho các chú anh chị sưu tầm nha. Đó, đây đùi gà tròn, đùi gà tròn cái này là thân lùng cực kỳ đẹp, mầm gốc nó lên nè. Đó, cái này nó còn nhảy mầm gốc nữa, thì về các chú anh chị mình chăm nó nhảy mầm gốc thêm nữa nha, để nó nhảy mầm gốc nữa thì qua sang năm cái chậu này thành chậu lùm luôn. Đó, thành chậu lớn luôn. Thì hiện tại giờ nó thân tơ không, giờ nó đang xuống lá chờ hoa. Đó, ở đây mình lên thêm một giò đùi gà tròn nha. Đó, đang xuống lá chờ hoa. 160k bao ship cái dòng thân lùng đùi gà tròn, mà thân tơ ra nè, thân tơ ra nè, sưng mắt ra nè. Đó, về nơi ấm áp là sổ hoa tết nha. Đó, cho hình số 11. Rồi qua hình số 12 là đùi gà vẹt. Đó, mầm gốc nó nhảy ra nè, về nó còn nhảy mầm gốc nữa nha, chứ không phải cái này toàn thân tơ không. Nó toàn thân tơ không, đây sưng nè, ở trên đây nó ra cái này mà không biết kỳ hay là nụ nha, này toàn là thân tơ không cáp chứ, này sổ, nếu mà sổ hoa là như ngọn đuốc. Hình số 12, 160k bao ship, này anh bán đồng giá luôn đó. Hình số 13, số 13 là cũng đùi gà vẹt, dễ cả chú anh chị đừng lo, nó về nữa nó còn ra tu tủa nữa. Cái này mà nhảy mầm thì thôi luôn. Đó, đùi gà vẹt 160k bao ship, thân tơ không coi nè. Này nó xuống lá nó chờ hoa cho nên mình thấy nó không được đẹp nha các chú. Cái nào mình nói tại vì lan nó thắt đọt thì phải xuống lá chờ hoa. Đó, cái dòng lan gừng thì nó vậy đó. Đó. Hình số 13, 160k bao ship. Rồi qua hình số 14. Số 14 cũng đùi gà vẹt. Nè mầm gốc nó lên nè, đó, mầm gốc lên tiêu tuổi thấy chưa? Đó. Về mà mầm gốc nó còn ra nữa. 160k bao ship, hình số 14.
Rồi qua hình số 15. Số 15 hoàng thảo sắn, còn một giò duy nhất nè. 150k bao ship. Dòng này thì hoa đẹp mà bền dữ lắm, bền. Số 15. Rồi qua hình số 16 là một giò dáng hương đuôi sóc. Sóc này là sóc thơm, rễ nè. Rễ các chú anh chị mình thấy không? Hết hồn luôn. Khỏi lo vụ rễ. Này là cây lớn hết nha, ngầm hoa cũ nè. Ngầm hoa cũ nè. Còn là cây lớn hết. Nghe nào. Ở đâu đâu chụp hình anh coi nhé. Có. Đây anh chút cho diện báo cho nha. Rồi. Mình xuống 16. Dáng hương đuôi đuôi sóc, sóc thơm nha. 150k bao ship, cái khúc gỗ này nặng cực kỳ luôn. Rồi qua hình số 17. Hoàng lạp 130k bao ship. Rồi qua hình số 18. Số 18 dáng hương đuôi sóc, dễ cho các chú anh chị mình khỏi lo nha. Đó, 130k bao ship. Bộ hoa cũ nè, chi chích luôn. Thấy 150k bao ship. Trên số 18. Rồi qua hình số 19, hỏa hoàng cam. Đó, cây lớn không đó. 150k bao ship. Hình số 19, hình số 20 là cảm báo. Mình quay nhanh chút mình có công chuyện các chú ơi. Rễ ra chi chích luôn. Khỏi lo, 180k bao ship. Hình số 20. Hình số 21. Và hàng nhãn tháng 4 chuẩn gừng Muôn Đôn. Dòng này thì hoa cực kỳ đẹp. Một hoa thơm. 230k bao ship, cây lớn. Hình số 21. Hình số 22 cũng là hoàng nhãn tháng 4 chuẩn gừng Muôn Đôn. Dễ khỏi lo nha. Đó. 220k bao ship. Hình số 22, hình số 23 cũng hoàng nhãn tháng 4 chuẩn gừng Muôn Đôn, 220k bao ship. Hình số 23, hình số 24 là trâu chuẩn gừng Muôn Đôn. Đó, thấy nhỏ nhỏ chứ nó lớn, chùm gừng nó lớn rồi chứ nó không nhỏ đâu. Đó, hoa cũ nè. 150k bao ship. Đó. Hình số 24, hình số 25 là tiểu hồ điệp gừng. Đó, 130k bao ship, dòng này hoa đẹp. Rồi hình số 26, tiểu hồ điệp gừng, 130k bao ship. Hình số 27 cũng tiểu hồ điệp gừng, 130k bao ship. Đó. Rồi hình số 28, 28 là cái kiều tím miền Trung. Giò lớn, 5 thân tơ, 2 thân già. Thân già vẫn cho hoa bình thường, cái này 5 thân tơ này vẫn cho hoa thì thôi luôn. 280k bao ship, hình số 28. Rồi 29 là hồng mặt xước nè, chuẩn hoa nha. Ai mua kết nối Zalo mình cho xem một hoa, 150k bao ship. Hình số 29. Rồi hôm nay hoa lan thôi, mình có một số mặt hàng gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Các chú anh chị mình đơn ngành nào cháu đó liên hệ mình qua số điện thoại 0769 385 164 ghi trên tiêu đề. Xin chào và hẹn gặp lại.